Nếu tất cả những gì tôi có là ngôn từ là tác phẩm mới nhất của nhà văn Hiền Trang, được nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Trước đó, nhà xuất bản Kim Đồng từng ấn hành tập truyện Những khán giả ngồi trong bóng tối, một tập hợp những nhân vật quen thuộc của văn học Việt Nam hiện ra dưới diện mạo mới, góc nhìn mới, cùng những suy tư mới qua góc nhìn của nhà văn. Dịp này, nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức cuộc gặp gỡ trò chuyện cùng nhà văn Hiền Trang với chủ đề Ngôn từ trẻ hướng ra thế giới, qua sự dẫn chuyện của nhà văn cùng thế hệ 9X Huỳnh Trọng Khang. Hiền Trang là nhà văn thuộc thế hệ 9X với các sáng tác đa dạng từ truyện ngắn, tiểu thuyết đến những tiểu luận về nghệ thuật. Với nhà văn Hiền Trang, có hàng ngàn cách để bạn bắt đầu với văn chương, coi văn chương tự nhiên như hơi thở, len lách vào từng hoạt động nhỏ nhất trong ngày. Và vốn dĩ, văn chương không phải là thế giới xa lạ, văn chương gắn kết trong tất cả mọi mặt đời sống. Nó không chỉ là câu chuyện văn chương, nó là câu chuyện chính trị, xã hội, kinh tế. Bởi vì có một cái nền kinh tế lớn thì chúng ta mới có thể xuất khẩu cái văn hóa của mình một cách dễ dàng được. Và chúng ta có cái tiếng nói rất lớn, có rất nhiều phương tiện để chúng ta nói. Năm 2022, Hiền Trang sang Mỹ tham gia chương trình International Writing Program, IWP của Đại học Iowa, là một trong 33 nhà văn đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ đó, nếu tất cả những gì tôi có là ngôn từ ra đời, ghi chép những trải nghiệm và cảm nhận của mình trong lần vinh dự tham gia IWP, hoặc có thể xem là cuốn phim chậm để cùng đối thoại với văn chương, nghệ thuật, suy nghĩ về mối quan hệ giữa văn chương, nghệ thuật với cuộc sống này. Cái việc mà có thể gọi là đến một cái nơi mà có những cái bước chân của những người hùng văn chương đi trước đã từng bước lên đó thì đối với mình nó là một cảm giác rất là đặc biệt. Và khi mà mình nghĩ lại thì mình nghĩ là mình có mặt ở đấy thì chẳng qua là bởi vì có ngôn từ. Nên nếu như tất cả những gì tôi có là ngôn từ thì nó có thể là ít thôi nhưng nó đã đủ rồi. Một cái lượng kiến thức mà chị Trang đã tích lũy được và thể hiện được trong các bài viết của mình, nó cho thấy là chị là một người có sức đọc rộng, xem nhiều và trí nhớ tốt. Nó được thể hiện một cách rất là mạch lạc, một cách văn chương chứ không thành những cái kiến thức sơ cứng. Cái tín hiệu đầu tiên là khi mà Trang tới với Innova thì nó là một cái tín hiệu tác giả trẻ của Việt Nam hòa nhập vào cái dòng chảy của văn chương thế giới nó như thế nào. Thì nắm bắt cái tinh thần, cái cơ hội này thì từ phía nhà xuất bản Kim Đồng thì chúng tôi đặt vấn đề là Trang có thể là có một cái cuốn sách làm sao giống như chỉ dẫn về nghệ thuật ấy. Khi mà tới với cuốn sách này thì cái tinh thần của cuốn sách nó đến rất gần với người trẻ từ góc độ nghệ thuật nữa chứ không phải là từ nội dung. Thì rõ ràng cái sự cộng hưởng giữa nội dung và nghệ thuật hy vọng là sẽ làm thỏa mãn cái sự cần và cái sự muốn đón đợi của độc giả. Cầm trên tay tác phẩm, nếu tất cả những gì tôi có là ngôn từ, bạn đọc sẽ không cảm nhận đây là cuốn tự điển về ngôn ngữ hay văn chương nghệ thuật, mà là cuộc hành trình đại chữ tìm văn của tác giả truyền cảm hứng đến bạn đọc. Trong cái cuốn sách này thì tôi có nhắc đến một cái ký ức văn chương mà tôi nghĩ là cái ký ức đẹp nhất của tôi khi mà trong trại sáng tác đấy. Đấy là có một cái buổi tối mình đi với một người bạn và đang đi trên đường thì gặp một người giao hàng. Ông rất là già, đi một cái xe đạp rất là cũ. Ông hỏi đường mình không biết, nhưng mà cứ nói chuyện một hồi thì ông biết hóa ra là các bạn là đến từ Iowa. Và ông bảo là Iowa là cái thành phố mà của những nhà văn Mỹ lớn nhất đều đã đến đấy, đều đã từng sống ở đấy. Và ông rất là vui và tự nhiên đọc cho mình một bài thơ, và ông đọc bằng tiếng Tây Ban Nha. Thì ông là một người nhập cư, ông đọc cho mình bài thơ và đấy là cái bài thơ cuối cùng của Garcia Lorca trước khi mà Lorca mất. Hay rồi lại đọc bằng tiếng Anh. Và đấy là cái giây phút mình nhận ra là trong cái cuộc đời này á, được là một người viết mà sau này khi mình chết rồi mà có một cái con người rất bình thường, họ đọc cái tác phẩm của mình cho một người cũng bình thường khác trong một ngày cũng cực kỳ bình thường. Thì đấy là mình đã sống không uổng.